Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một cây sừng rồng khá là đáng yêu của cute này nhé. Mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để tô màu cho phần thân của cây sừng rồng này trước. Video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh. Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay của mình đây là bức tranh về một đầu máy kéo. Thì chúng ta hãy cùng nhau tô màu bức tranh này nhé. Mình sẽ sử dụng màu đỏ này để tô màu cho cái phần phía trên. Và chiếc mũ mà cây sừng rồng này đang đội thì mình sẽ tô màu nâu cho cây sừng rồng này nhé. Tiếp theo là màu đỏ cho cái ghế ngồi mình. Theo là cái phần bánh sen. Tiếp theo mình sẽ sử dụng thêm một ít màu tím để tô cho phần chân của cây sừng rồng nhé. Tiếp theo là màu đen cho cái phần đen. Thank you.
Và bức tranh về cái xương rồng này đã được mình tô màu và hoàn thành xong rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh về cái xương rồng này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye. Tiếp theo là mình sẽ tô màu cho cái phần